Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố dự thảo luật đất đai sửa đổi thay thế cho luật đất đai 2013 với hàng loạt điểm mới quan trọng. Về tổng quát, dự thảo luật đất đai sửa đổi đã thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đất đai. Sau đây, hãy cùng Thư viện Pháp luật điểm qua một số điểm mới đáng chú ý của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đầu tiên là việc bỏ khung giá đất, sửa quy định về bảng giá đất. Hiện hành thì theo luật đất đai 2013, nhà nước thể hiện quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai thông qua việc xây dựng khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể. Đến dự thảo luật sửa đổi lần này thì nhà nước chỉ còn xây dựng bảng giá đất và giá đất cụ thể, đã bỏ đi quy định về khung giá đất. Việc bãi bỏ này là hoàn toàn phù hợp với chủ trương tại nghị quyết số 18. Còn về bảng giá đất, dự thảo luật đã nêu rõ sẽ xây dựng bảng giá đất dựa trên giá thị trường thay vì dựa vào khung giá đất như hiện nay. Ngoài ra thì bảng giá đất sẽ được ban hành định kỳ hàng năm thay vì 5 năm như hiện nay để có thể bắt kịp với những biến động của giá cả thị trường. Tiếp theo là một quy định tạo nhiều thuận lợi cho người dân, đó là bổ sung quy định cấp sổ đỏ online. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã quy định rõ các thủ tục hành chính về đất đai có thể được thực hiện trực tiếp hoặc theo hình thức online như cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ đỏ, đăng ký đất đai lần đầu, đăng ký biến động đất đai, hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai và những thủ tục hành chính đất đai khác. Và nếu các thủ tục trên được thực hiện bằng hình thức điện tử thì có giá trị pháp lý tương đương với việc thực hiện trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, liên quan đến sổ đỏ thì dự thảo luật đất đai sửa đổi đã luật hóa và quy định cụ thể hơn những quy định về các trường hợp không được cấp sổ đỏ mà trước đây đã được quy định tại Nghị định 43 năm 2014. Bổ sung trường hợp thu hồi đất và quy định cụ thể hơn các nguyên tắc thu hồi đất đảm bảo quyền lợi cho người dân. Cụ thể thì dự án luật đất đai sửa đổi bổ sung các trường hợp thu hồi đất như sau: xây dựng cơ sở khám chữa bệnh của lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nhà khách của lực lượng vũ trang nhân dân, đất được giao, cho thuê, không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, công khai tại thời điểm giao đất, cho thuê đất. Thu hồi đất trong trường hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư mà không thuộc trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản gắn liền với đất theo quy định. Đồng thời còn sửa đổi và quy định chi tiết hơn các trường hợp thu hồi đất đã được quy định tại luật đất đai 2013. Đáng chú ý hơn, dự thảo luật đất đai lần này đã quy định rõ nguyên tắc thu hồi đất và nguyên tắc cưỡng chế thu hồi đất, đảm bảo tốt hơn cho quyền lợi của người dân. Có thể kể đến một số nguyên tắc như là chỉ được quyết định thu hồi đất sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được phê duyệt. Việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự an toàn, đúng quy định của pháp luật. Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính, không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, trong thời gian 15 ngày trước và sau Tết Nguyên Đán, v.v. Giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá, đấu thầu dự án. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã quy định cụ thể về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất tại điều 63, 64. Việc sửa đổi bổ sung các quy định này đã tạo điều kiện tiếp cận đất đai một cách minh bạch, công bằng và phát huy nguồn lực đất đai một cách triệt để nhất. Dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng sẽ phải nộp thêm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đây là một trong những khoản tài chính về đất đai được bổ sung tại dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung một khoản thu từ dịch vụ công đất đai để phù hợp với quy định cho phép thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai online như dịch vụ đo đạc địa chính, dịch vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, v.v.